Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ 12 giờ quen thuộc vào buổi trưa và tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 6 của câu chuyện Giá của cái nghèo được viết bởi tác giả Giao Ninh. Quý vị và các bạn thân mến thật là không thể ngờ được sau khi mà lớn lên trưởng thành thì chị gái tin là Thảo lại trở thành một người con gái vô cùng xấu tính và luôn bắt nạt chèn ép em gái của mình. Trong khi đó thì Thảo lại còn hiểu lầm về sự tích ngày xưa khi mà bị bỏng ở trên mặt của mình. Vậy nên mọi chuyện đều đổ hết lên đầu của Gạo. Vậy thì cuộc sống của Gạo và Thảo trong gia đình ông đỏ tiếp tục ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp tập 6 của câu chuyện này. Và hy vọng rằng sau khi lắng nghe xong câu chuyện, quý vị sẽ ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ video và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị và chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị tập 6 của câu chuyện này. Buổi tối cuối mùa hè gió thổi mát rượi, như muốn xua đi cái oi ả, à. tiếng ve kêu râm ran tứ phía, nghe mà xót hết cả ruột. Nhà ông đỏ có điện như bao nhiêu nhà rồi, không những thế, nhà ông là hộ nghèo còn được hỗ trợ một nửa tiền để đóng tiền điện. Nhưng vì tiết kiệm, cả nhà chỉ thắp đúng một cái đèn học của gạo thôi. Để cho con thi cuối cấp Ấy vậy mà cây thảo cũng ganh tị cho bằng được Gạo ơi, đi chơi không? Tiếng đám bạn nhào nhào ngoài cổng gọi khiến ông đỏ ngoái đầu vào trong nhà. Gạo ơi, các bạn học, gọi con kia kìa, ra ngoài xem thế nào. Gạo vâng dạ đóng nắp bút rồi đi ra ngay, ra đến ngoài cổng thì đúng thật, bạn cùng lớp đang gọi cô. Gạo nhìn chúng nó và hỏi. Chúng mày đi đâu đấy? Không ở nhà mà ôn bài à? Ôi dạo, ôn thi cái gì? Mày học nó vừa vừa thôi, học nhiều lồi mắt ra đấy. Hôm nay là sinh nhật thằng Quý, nó rủ cả lớp sang đấy ăn liên hoan. Bọn tao tiện đường vào rủ mày đi cùng, đi cho vui, tí về học tiếp, có mất mát cái gì đâu. Cả đám lúc này nhao nhao lên, gạo nhìn chúng nó ái ngại thực sự. Cô không hề biết hôm nay sinh nhật của Quý, mà cũng có thể nó thông báo với cả lớp, nhưng mà cô lại không để ý. Giờ đi thì vui thật, nhưng mà cô lại không chuẩn bị quà gì cho nó. Cô ngại lắm, nên gãi đầu gãi tai, viện lý do. Thôi, chúng mày đi đi, thầy tao không cho tao đi đâu. Với cả, tao không chuẩn bị quà gì, tao ngại lắm. Đi chơi đấy hả con, con cứ đi đi, thầy để cổng cho. Khi vừa mới thấy con gái nói tới mình, ông đò nói vọng ra khiến cho gạo lung túng. Mấy đứa bạn nặng nặc kéo cô đi. Đấy, thầy mày nói thế rồi, đi cùng cho vui. Bọn tao có mang cái gì đâu, nó bảo không cần mang quà Đến chơi với nó thôi Từ chối không được Gạo vào tắt đèn bàn học Rồi xin thầy U thêm một lần nữa Tất nhiên là ông cho con gái đi ngay Bởi gạo là một đứa biết suy nghĩ Chẳng bao giờ khiến ông phải thất vọng Hơn nữa cô 18 rồi Phải để cho cô đi chơi một chút chứ Thầy Thầy lại để cho cái gạo đi chơi à Dễ dàng quá nhỉ Chẳng phải thầy nói rằng con gái Không nên đi đêm đi hôm à Thầy lại thiên vị nó Vậy thì con cũng đi chơi Nhấp chén nước Bà đò ngồi đấy nãy giờ không nói câu nào Giờ thấy Thảo nói vậy bà lên tiếng Cái gạo thầy U còn tin tưởng được Chưa mày thì không Cái gạo nó có bạn bè Ai cũng quý mến nó Còn mày Bói ra cũng chả có đứa nào thèm chơi với mày Muốn đi thì cứ đi Ai cấm gì đâu Thảo nhìn mẹ lừ lừ Đúng thật Chả ai chơi được với cái tính khí của nó. Thế nhưng ai chê bôi cái gì, nó lại vin vào cái cớ là có sẹo trên mặt nên bị mọi người xa lánh, chưa không phải là tính cách của nó. Cũng may là nó có cái sẹo để mà đổ lỗi, chưa không thì chả biết nó có cái lý do gì để mà làm như vậy. Gạo sang nhà quý theo chúng bạn, nhà thằng quý này ở cuối làng, cả đám đi bộ sang, vừa đi vừa nói chuyện rất vui với nhau. Cho nên quãng đường xa có một chút, nhưng mà cũng hóa thành gần. Nhà quý này là con gia đình khá giả, cha mẹ nó chính là Long Lợn, người năm xưa làm nghề đồ tể, nay làm thêm cái nghề cho vay lãi, kinh tế lại càng đi lên. Vì là con trai một, trước nó có chị gái lấy chồng, cho nên thầy u quý chiều nó lắm, nó đòi cái gì cũng đáp ứng cho nó. Đây chính là lần đầu tiên cả đám được vào nhà quý. Nhà nó kín cổng cao tường, nhà lại làm nghề nhạy cảm cho nên gần như không ai dám vào. Đi đến cổng, thì quý đứng đấy chờ sẵn. Hắn tươi cười đon đà. Này, mọi người đến hơi bị muộn đấy. Vào đây, vào đây đi. Nói xong quý đi trước dẫn đường, trong khi các nhà còn lập dạ. Nhà con lắm, cũng lập ngói. Vậy mà nhà quý đóng trần, lên tầng. Đúng là bước vào trong, không khí trong nhà sang hẳn. Đám bạn được quý dẫn lên trên nhà. Trên ấy trải ba cây chiếu hoa mới tinh, Sàn nhà lát gạch, bên trên bài biện nào nước ngọt bánh kẹo trái cây, có cả bánh ga tô to bự. Gạo thấy ngỡ ngàng trước độ giàu có của gia đình quý. Sau khi tất cả ngồi yên vị, một số đại diện đứng lên chúc mừng, nhiều đứa còn hài hước chiêu đùa. Chúc cho quý đỗ tốt nghiệp năm nay, bao nhiêu năm rồi phải ra trường chứ, mày đúng là lưu luyến thầy cô quá nhiều. Quý nghe xong cười gãi đầu, Quả thực hắn ở lại 2 năm lớp 12 bởi vì học rốt. Nếu năm nay không thi đỗ, chắc là năm sau hắn lại tiếp tục học lại. Tuy giàu có nhưng mà quý rốt đặc. Hắn chán học lắm rồi. Nhưng mà thầy hắn nói rằng phải cố gắng lấy được cái bằng cấp 3 để chạy trọt vào đâu đó nhờ người ta cho làm công chức. Đấy, giờ cần gì học giỏi đâu. Có tiền thì người ta lo cho con. Tới cả việc làm tương lai cũng ấm chỗ. Còn những người giỏi bằng thực lực như gạo, biết có tiền để lên được đại học hay không? Chào mấy đứa. Khi đang ngồi nói chuyện ăn kẹo thì hai người chắc là bố mẹ quý đến, họ ngồi lên ghế gỗ, tất cả đồng thanh chào lại, Quý chạy ra giới thiệu. Giới thiệu với mọi người, đây là ông bà bố tôi đấy, mọi người không phải ngại ngùng gì đâu, cứ ăn uống tự nhiên. Tất cả gật đầu vừa ăn vừa trò chuyện. Gạo nhìn thấy thằng Quý thì không thấy lạ, bởi ông ta thi thoảng ra chợ xem người ta bán thịt. Từ hồi phất lên giàu có nhờ cho vay, lòng lợn không còn mấy, nhìn về nghề thịt lợn mà giao hết cho vợ quản lý. Ngày xưa thằng Quý này học cùng với anh trai của tao, thế nhưng mà anh tao bảo thằng này keo lắm, chẳng thấy bao giờ nó cho các bạn về nhà. Vậy mà bây giờ nó học cùng với mình, nó lại rủ cả lớp đến ăn sinh nhật. <laughs> Mày bảo có lạ không? Hơn nữa nhà nó giàu bằng nghề cho vay. Tao cứ thấy nó bị làm sao ấy. Gạo lúc này ngồi bên cạnh, nghe được hai đứa bạn nói chuyện với nhau. Gạo lặng thinh không nói gì, liếc mắt về phía quý, cùng với thầy U của nó đang ngồi. Bất chợt, gạo gặp ngay con mắt nhà thằng quý, đang nhìn mình. Quý vừa nói thầm vào tai của ông Long, vừa đánh mắt về phía gạo, khiến cho cô trột dạ lúng túng. Không biết nhà nó đang nói đến ai, có phải đang nói về chuyện của cô hay không? Bữa tiệc sinh nhật cứ như vậy diễn ra. Xong cũng kể từ lúc đấy, gạo thấy thầy U nhà quý cứ nhìn lén mình, khiến cho cô không được tự nhiên. Sau khi ăn kẹo đến phần cách bánh kem, không chỉ riêng gạo mà tất cả đều háo hức muốn xem mùi vị của bánh sinh nhật nó như thế nào. Gạo ơi, khéo tay cắt hộ tôi cái bánh. Tôi á? À, tôi không biết cắt bánh sinh nhật đâu, tại vì trong này ai cũng biết gạo là người khéo tay mà gạo cứ cắt đi miễn ăn được là được quy nói xong đưa cho gạo con dao để cắt cô lóng ngóng không biết phải bắt đầu cắt từ đâu cắt từ chỗ nào chiếc bánh hai tầng to gần bằng cái miệng thau này được trang trí rất đẹp đang đẹp thế này mà cắt ăn khiến cho cô cũng tiếc nhưng dù gì cũng là chỉ chiếc bánh thôi ngoài ăn ra thì chẳng thể nào để mãi được gạo nhìn một chốc một lát rồi bắt đầu cắt trước những con mắt thèm thuồng háo hức lớp bánh mềm và thơm dưới nhát dao của cô kem bên trong chảy ra ngoài thơm vô cùng sẵn hai miếng gọn gàng để vào hai cái dĩa gạo đưa cho quý nói bưng lên mời thầy u mình hai người nhận lấy đĩa bánh gật đầu ưng ý tiếp theo cô mới cắt cho từng người đến lần mình thì cô cắt miếng nhưng đây là miếng cuối cùng miếng vừa bé lại nát hết nói ăn thưởng thức cho biết mùi chưa mấy chục đứa trông chờ vào cây bánh này thì chẳng thấm thía vào đâu nhìn đám bạn ăn nhẵn quẹn liếm láp cả tờ giấy khiến cho gạo thèm theo thế nhưng cô để nguyên bánh của mình bỏ thêm ba viên kẹo vào trong túi áo ơ kìa sao cháu lại không ăn cháu không thích ăn bánh kem à ông long nhìn gạo thắc mắc bởi thấy cô ngồi không xúc một thìa bánh nào gạo lắc đầu cô nói với lão dạ thưa chú không phải đâu ạ à? Cháu mang về cho thầy u cháu ăn cùng. Bởi thầy u cháu cũng chưa được ăn lần nào. Vợ chồng ông Long lúc này vỡ lẽ. Ông nói với gạo. Cháu cứ ăn đi. Tí lấy đĩa bánh của bác mang về. Bác chưa ăn tí nào đâu. Nói xong ông Long đầy đĩa bánh của mình cho gạo. Quả thực là ông chưa ăn tí nào. Thế nhưng gạo lắc đầu không nhận. Bởi vì khẩu phần mỗi người chỉ được một miếng không hơn nếu chỉ vì cô lấy phần về cho thầy u mà được người ta cho thêm miếng nữa thì quả thực không công bằng cho những người bạn còn lại không những vậy chắc chắn chúng nó lại nghĩ rằng gạo tham ăn ông long cười và hỏi tiếp thế cháu là con cái nhà ai ở làng nào thằng quý nhà bác nói rằng cháu học giỏi lắm có phải không dạ cháu con thầy đỏ nhà ở đầu làng cháu học bình thường thôi ạ à? Ông long lợn nghe vậy thì à lên một tiếng, hóa ra cùng làng. Ông đỏ chẳng phải cái nhà nghèo nhất làng hay sao? Từ hồi vất lên nhờ vay lãi, long lợn này có chơi bời hay ngó ngàng gì đến ai? Này gạo giới thiệu, ông ta mới vỡ lẽ. Cười tươi ngồi gần, ông Long làm thân. Ông đỏ sao? Bác cũng biết ông ấy. Ngày xưa thầy cháu chơi thân với bác. Hồi ấy bác mới về làng, làm nghề mổ lợn. Chính thầy cháu giúp đỡ bác rất nhiều. Thế thầy U cháu có khỏe không? Anh trai của cháu chắc là có mấy đứa con rồi có phải không? Nhắc đến anh trai Hiếu, gạo chỉ biết gật đầu. Cô đang thắc mắc tại sao thầy cô lại không nhắc đến ông Long lợn này bao giờ. Vậy mà ông Long này lại nói rằng bố ngày xưa giúp đỡ cho ông. Vì làng này khá rộng cho nên cũng không phải ai cũng tới chơi nhà ai. Hơn nữa nhà ông Long lại giàu có thế này bữa tiệc tan khi đám bạn ăn xong chạy hết vì nhà xa chỉ có gạo cùng làng được gọi là gần giúp quý thu dọn giấy đĩa thu gom rác rưởi trước khi về bởi đã ăn sang mà không mất tiền thì phải làm một thứ gì đó để tỏ lòng biết ơn chứ sau khi dọn dẹp xong trời cũng khuya ông long nói với quý tối rồi đấy con đưa gạo về nhà đây đấy xem cây gạo nhà thì khó khăn nhưng nó vẫn vươn lên học giỏi còn mày có mỗi việc ăn học thế mà không nên hồn quý bị thầy mắng thì nhìn gạo gãi đầu xấu hổ gạo xua tay tỏ vẻ không cần không cần đâu ạ à. cũng cùng làng với nhau cả xa xôi gì đâu ạ à. cháu tự về được bác ạ à. không được không được cháu là con gái đêm hôm đi lại nguy hiểm để thằng quý nó đưa về đi đến nơi về đến chốn như thế hai bác mới yên tâm nói mãi nói mãi gạo mới đồng ý Bà Thanh vợ ông Long đưa cho gạo bọc kẹo rồi lại hối thúc. Gạo ơi, sau này rảnh rỗi cứ sang đây chơi với bác nhé. Thôi, hai đứa đi đi, không muộn rồi đấy. Gạo vâng dạ gật đầu, hai người nhanh chóng đi ra ngoài thì trời đã khuya. Ông bà Long trông theo đôi trẻ không rời. Ông Long nói với vợ. Nhà lão ấy trông tồi tàn, mà đẻ được đứa con gái khá nhỉ. Có vẻ thằng quý nhà mình. Thích con bé ấy đấy bà. Bà Thanh nhìn chồng, tuy con trai vẫn đang học, xong bà cũng nhấm nhì dần chuyện cưới vợ cho con. Bà Thanh thấy chồng nói như vậy thì bĩu môi. <laughs> đấy, thế mà chửa gì lại nhận lời con nhà ông hỏi. Mình cứ ừ thôi, nhưng sau ấy, mình phải lọc ra đứa nào ngon nhất. Còn bé ấy, làm sao bằng cái gạo nhà này? Tôi nhìn là tôi ưng ngay. Nhưng mà, con này là con của ông đỏ đấy à? ông đò nhà nghèo nhất làng mà hồi làm đơn xin xã cấp đất cho mình có phải không ừ nhà đấy đấy nhà ấy nghèo nhưng tôi lại thấy hắn dạy con gái có vẻ ngon nhỉ Trong khí chất là làm được việc lớn chứ chả đùa đâu chắc là vài hôm lại phải sang bên đấy làm thân dần chưa bập cái ăn ngay không có thời gian nói chuyện ai người ta chịu bà thanh nghe chồng nói như vậy gật đầu vui vẻ Chuyện lựa con dâu khác gì cá nằm trên phản. Với gia thế giàu có nhất vùng, nhà nào chẳng muốn con mình được gà vào chỗ giàu sang tử tế. Họ điểm chỉ ưng gạo, thì cô khó lòng mà chạy thoát. Trên đường làng tối đen như mực, trên tay quý là cái đèn pin chiếu soi đường. Cả hai đi và không nói với nhau câu nào. Bởi trong lớp, gạo cũng không hay nói chuyện với quý. Hắn trong lớp ngoài học rốt ra, thì đánh nhau suốt cả ngày vì hạnh kiểm lúc nào cũng yếu với kém, cho nên thầy U hắn có đút lót hay biếu xén gì cô giáo cũng không thể nào cho hắn lên lớp được. Chưa đuổi học hắn là quá may mắn cho hắn rồi. Học rốt quậy phá nhất nhì trường, thế nhưng quý lại rất đẹp trai. Là con trai của gia đình giàu có, hắn chẳng phải làm gì, trong khi các bạn đồng trông lứa phải đỡ đần phụ giúp thầy U việc nhà đồng áng, thì tay của hắn không phải cầm tới cái hạt thóc bởi sống trong giàu sang, da quý trắng như trứng gà, đến con gái phải thua xa. Bạn bè phải mặc quần áo chắp vá, thì quần áo của hắn đã cập nhật mốt này, mốt kia của người trên phố. Gương mặt góc cạnh trắng trèo, tóc thì cắt tỉa gọn gàng, mắt một mí nhưng rất to, kèm với cái mũi thẳng tắp như tiền đồ gia đình thì cứ phải gọi là hết nước chấm. Mặc dù học rốt thế nhưng được cây mã, gia cảnh giàu sang khiến rất nhiều gia đình có con gái muốn gà vào. Họ không quan tâm tới quý có làm ra đồng cắc nào hay không, mà chỉ quan tâm đến thầy u của quý, cho của, cho bao nhiêu tiền. Nhìn sơ qua ra thế, chắc nhầm tính ăn một đời, chắc chắn không hết được. Vô tình tay quý đưa qua, chạm vào vai của gạo khiến cho cô giật mình. Quay sang nhìn quý, hắn cười gượng gãi đầu. Gạo này, gạo ôn thi được những gì rồi nhỉ? Mai lên lớp gạo chỉ cho tôi với. Thôi được rồi, ngày mai cầm sách vở qua bàn, tôi giảng lại cho mà nghe. Thực ra như quý, cũng không cần phải ôn cao làm gì, chỉ cần nắm chắc kiến thức cơ bản để đạt được điểm trung bình là đậu tốt nghiệp rồi. Sau khi giải được bài dễ thì mới học thêm những công thức nâng cao để ăn điểm cộng. Bây giờ ôn tập đang còn kịp đấy. Thế quý ôn được những chỗ nào rồi? Tôi, tôi á, Ờ, ừ, tôi có biết cái gì đâu. Chả học được công thức nào. Tôi rốt nhất lớp còn gì. Gạo biết rồi mà. Quý lắp bà lắp bắp xấu hổ. Gạo lắc đầu thông cảm. Không những không chia cười, ngược lại cô còn nói theo. Tôi thấy quý có tướng làm quan. Cao to chán rộng tai dày. Sau này chắc chắn có tiền đồ như thầy U của cậu. Nhà cậu là niềm ước ao của biết bao nhiêu gia đình đấy. Cho nên đừng làm mất giá trị bản thân. Lãng phí lắm. Thế sau này, gạo có muốn được gà vào nhà có tiền đồ giống như nhà tôi không? Tôi, tôi á? À, tôi chưa nghĩ đến điều này. Giàu có nhờ thực lực thì tốt hơn. Nhưng nếu lấy chồng cũng giàu, thì cũng có phước có phần cả thôi. Nói đến đây thì cũng đến cổng nhà gạo. Trong sân vẫn thấy ông đỏ ngồi chờ con gái về. Đưa cho gạo miếng bánh kem trong túi. Quý nói tiếp. Thôi, cầm lấy gạo vào trong nhà đi ngày mai tới lớp nhớ kèm tôi học nhé gạo gật đầu đưa tay nhận lấy chỗ bánh rồi cảm ơn nhớ đến số tiền vay quý để trả học phí cô nói vội quý này số tiền vay đóng học cậu cứ cho tôi thư thư vài hôm nhé nhưng mà chắc chắn là trong tuần sau tôi trả cho cậu không cần phải vội cậu đừng có nghĩ nhiều à hay là thế này cứ tối cậu qua nhà dạy tôi học từ nay cho đến lúc tôi thi Tôi trừ số tiền đó vào tiền gia sư cho cậu. Vậy là không ai nợ ai. Được chứ? Gạo suy nghĩ vài giây trước khi đưa ra quyết định. Nếu như vậy chẳng tốt cho cô quá. Không những không mất tiền, ông đỏ không phải làm thêm giờ để kiếm tiền trả tiền nợ ấy. Mà cậu ta nói đúng. Những thứ gì giỏi thì nhất định không nên làm miễn phí. Cho nên gạo đồng ý chốt kèo luôn. Thôi được rồi. Vậy từ 6 giờ chiều mai, học đến 8 giờ tối, Học xong, đến khi tôi hết nợ là vừa. Quý gật đầu ra chiều vui vẻ. Gạo bước vào trong nhà, thấy ông đỏ ngồi đấy. Gạo hớn hò chạy đến, mở bánh ra cho ông ăn. Miếng bánh tuy bị nát phần kem, song vẫn ngon và mềm lắm. Thảo nghe mùi cũng đánh hơi dậy. Đấy nhá, đấy nhá, chê con tham ăn, vậy mà có đồ ngon lại không gọi con. Tham như nhau cả mà thôi. Cái gạo đi sinh nhật bạn, gói phần mang về này ăn nốt đi không lại tị nạnh mai nhớ mà đi bán cá đấy thấy miếng bánh kem thảo xà xuống ăn gạo cũng không chấp chị gái chuyện lúc tối rửa bát để cho chị ăn miếng bánh kem ấy gạo cất miếng còn lại mai cho bà đỏ ăn thường thức chứ không để đây con chị mồm gầu này lại xơi nốt sáng hôm sau khi trời còn chưa sáng hẳn sương mù dày đặc không nhìn rõ mặt người thảo bị cha gọi dậy đi bán cá tuy không thích xong nó phải đi nhìn mấy con cá sống đang bơi dưới nước nó tức không thể nào bóp chết từng con ngày xưa khi mà cá khô là điều xa xỉ thảo đã thèm được ăn cá chép như bây giờ thế nhưng từ khi em gái câu được cá ngày nào cũng ăn khiến cho nó chán không những vậy nó bị bệnh lười nhiễm trong máu rồi thế mà ông đỏ lại bắt nó đi chợ quả thực đối với nó là cực hình bởi vậy thảo thả ăn cá khô quanh năm còn hơn là ăn cá tươi mà phải đi làm. Đối với nó có làm để được miếng ăn ấy, chân lý đó mãi mãi, không bao giờ nó hiểu được. Bởi vì mấy con cá chép còn sống, cho nên ông đỏ bắt nó sách cả nước, nên cây xô nặng và vướng lắm. Ra đến cổng đào mắt không có ai, nó đổ hết nước trong xô đi cho nhẹ, rồi đồng đành, mang đến chợ. Nó đặt xô cá xuống đất, rồi nhìn quanh một lượt, Thảo ngồi đúng như chỗ hôm trước ngồi bán, nó trông chờ ngày hôm nay Người anh trai tốt bụng của nó lại đến đây Mua cá cho nó Rồi lại đãi nó ăn chè Ăn bánh gai Ở một góc nào đó Nó vẫn nghĩ người anh trai nó tốt Chắc chắn không bao giờ bỏ mặc nó đâu Thế nhưng mọi thứ không như Thảo nghĩ Nó ngồi đến tận trưa Lòi cả chỉ Đến nỗi mấy con cá em cá cậu Vì không có nước Cho nên con nào con nấy chết ngừa bụng Bốc mùi tanh Sắp sửa chuyển sang ươn chợ sắp tàn không còn thấy mấy ai đi chợ vì nó biết tầm này anh trai nó không đến thì có nghĩa rằng nó chờ đến ngày mai cũng hoàn toàn vô ích nghĩ đến đây nó không cam lòng nó không muốn mang mớ cá tanh ngòm này về ông đò lại chửi nó là vô tích sự lại so sánh nó với em gái không những vậy cá ươn thế này bán được cho ai chưa lại phải đem đi nấu mấy ngày này ăn cá nó sợ lắm rồi nó không muốn trưa hôm nay lại phải ăn cá chép. Vội vã đứng phát dậy, thảo sách xô, đi hùng hổ. Nó quyết tâm sang làng bên, tìm anh trai để mua cá cho nó. Trong suy nghĩ ngớ ngẩn đến buồn cười, nó nói rằng dù anh trai có thể không nhìn mặt thầy U, nhưng chắc chắn không bao giờ bỏ rơi đứa em gái, tội nghiệp là nó. Nghĩ là làm, cây thảo sắp xô đi thẳng, hướng cánh đồng sang làng bên, tìm anh trai hiếu. Đường đi khá xa lại khá khó đi Sau nó vẫn quyết tâm đi bằng được Sắp sửa trưa trời lại nắng Cá chết càng bốc mùi hôi tanh Tầm này cá mú chỉ là cái cớ Còn thực chất nó có mục đích khác Đi đến cánh cổng nhà ông Phóng Thảo thở như trâu Nhìn một lượt nó đưa tay vào cái nắm cổng Để gọi Suốt mười mấy năm Nhà ông Phóng vẫn vậy Vẫn là ngôi nhà cũ Không mấy gì làm thay đổi Anh Hiếu ơi anh hiếu thảo gọi tên anh trai gọi mãi không thấy ai ra mở cổng không bỏ cuộc nó tiếp tục kiên trì gọi chừng nào gặp được anh nó thì thôi một lúc lâu sau có tiếng bước chân người chậm rãi đi ra ngoài thảo thôi không gọi nữa cánh cửa gỗ cao lớn nặng nề từ từ mở ra bên trong bước ra một người đàn bà mặc chiếc váy rộng tóc uốn xoăn nhìn thảo lạnh lùng mày gọi cái gì mày tìm ai thảo nhìn người đàn bà từ trên xuống dưới nó đoán chắc đây là khuê chị dâu của nó tuy không gặp gỡ nhiều song khuê vẫn có nét của thời trẻ mà nó đang còn nhớ được nó đặt số cá xuống đất cười tươi thân thiện lắm chị khuê chị không nhận ra em à em đây em là thảo đây ạ à? khuê qua lời giới thiệu mặt vẫn vậy vô cảm như thể à biết nó là thảo vết sẹo lớn trên mặt đặc biệt như thế này làm sao mà quên được? Chỉ là chị ta không muốn nhận thôi. Khoanh tay trước mặt, khuê hất hàm rừng rưng. Thảo nào? Nhà tao không quen đứa nào tên Thảo cả. Định thấy người sang vất quàng làm họ sao? Mày bán cá chứ gì? Nhà tao không mua. Nói xong khuê định đóng cửa lại, thì Thảo nhanh tay đỡ lấy. Nó cứ tưởng chị dâu nó quên mặt mình thật, vội vàng tháo cái khăn ra khỏi cổ, bỏ cả cái nón rách ra khỏi đầu, nó nói với chị dâu mong chị suy nghĩ kìa chị khuê chị không nhận ra em à em em là thảo đây con ông đỏ đây em gái ruột của anh hiếu chị nhớ lại xem chị nhớ ra chưa nó vẫn mong chờ hồi đáp của chị dâu trong thâm tâm nó mường tượng ra chị dâu nó ồ lên khi nghe nó giới thiệu kỹ càng không những thế chị dâu nó đon đả mời cô em chồng đã từ rất lâu mới đến chơi rồi niềm nở giữ lại ăn bữa cơm. Thế nhưng đấy chỉ là suy nghĩ của một con giò người như Thảo thôi. Ngay sau khi màn giới thiệu chi tiết vừa dứt, Khuê không những không cho em chồng vào, ngược lại ả à ta dương đôi mắt to, mở ra trừng trừng, nắm chặt bàn tay ngăn chặn sự tức giận lên tới tận đỉnh đầu. Nhắc đến ông đỏ, người thầy sinh ra chồng mình, Khuê không nhớ gì ngoài cái đêm định mệnh Đêm hôm ấy ông ấy đuổi đánh hai vợ chồng và chính cái đêm ấy Khuê trượt chân ngã sẩy thai. Từ đó cô mất đi đứa con. Cái lý do mất con là do chạy nhanh bởi vì ông đỏ đuổi. Nó khác xa với những yếu tố khách quan khác như vấn đề về sức khỏe hay là tự bản thân Khuê không cẩn thận. Khuê bị khơi gọi lại chuyện năm xưa. Nét mặt của nó bây giờ lạnh băng khiến cái thảo sợ run người. Thuê không nói không rằng à lầm lũi đi về phía Thảo. Bất ngờ túm lấy tóc của đứa em chồng, ánh mắt sắc lạnh như muốn giết chết Thảo trong gang tấc, giết lên những tiếng thù hằn. Sao? Thầy mày sai mày đến đây có phải không? Lại xin tiền chứ gì? Nhà tao đách phải cái chùa mà cưu mang những đứa không làm, mà đòi có ăn như nhà mày. Ấy, em, em có sang đây xin tiền đâu. Anh Hiếu bảo nếu có cá cứ mang sang đây anh mua. Chứ em có xin gì đâu ạ. À? Chị Khuê, chị thả tay ra đi em đau quá con thảo khóc và van xin nhưng khuê không thả ngược lại còn nắm chặt hơn thò tay xuống xô lấy con cá chết ươn khuê ném thẳng vào mặt của nó và tiếp tục chửi thằng anh mày nó bảo thế sao đúng là cả nhà thương nhau tao nói cho mày nghe tốt nhất mày và cả nhà mày tránh xa tao ra càng xa càng tốt thằng anh mày lớ ngớ tao còn trả về nơi sản xuất nữa là nhà tao ấy à tha không truy cứu là còn nể nang thằng anh của mày chứ không nhà mày đi tù cả lũ từ lâu rồi bây giờ thì cút cút cho khuất mắt tao mà này mang cả mấy con cá chết ươn này đi định lấy mấy con cá này để làm thân á xin lỗi không có cửa đâu nói xong khuê thả ra à đi vào đóng cổng mặc cho cái thảo bù lu bù loa lên ăn vạ chuyện cũ đã chôn vùi lại khiến cho khuê lên cơn điên thêm một lần nữa nếu không phải vì thầy ả à làm quan vì cái sĩ diện của gia đình thì ả à tống hiếu ra đường từ lâu lắm rồi đấy cô cô uống thuốc đi ạ à? hôm nay hết thuốc rồi cô nhé mai phải đi bốc không là không có cái xác đâu người ở bưng lên bát thuốc đặc quánh như mực tàu trên bàn bốc khói nghi ngút vừa mới gặp con em chồng hãng ngoài cổng, khiến cho Khuê tức ngồi không yên. Thấy như vậy bà giúp việc lại dục Kiểu cô, cô uống đi, không nó nguội mất. Thôi, tôi chả muốn uống. Uống suốt mấy chục năm nay rồi có thấy cái gì đâu. Bà bưng xuống dưới kia đi. Bà xoan người ở nhìn Khuê không nói năng gì, vội vàng bưng bát thuốc xuống bếp. Nhưng bà không đổ đi, vẫn lấy lồng bàn đậy lại cẩn thận, để chốc lát Khuê có suy nghĩ lại bà hâm nóng cho cô uống. Khuê cảm thấy chán vô cùng, bởi đúng như à nói, hai vợ chồng uống biết bao nhiêu loại thuốc, đi biết bao nhiêu ông thầy chữa hiếm muộn, mỗi lần lấy là cả một bao tài thuốc, chưa có ít ỏi gì đâu. Nhưng đến cuối cùng lại không có tác dụng. Về chuyện lấy hiếu bởi ông Phóng, bây giờ không làm trên xã nữa, mà làm ở huyện. Xã trông lên tỉnh trông vào, cho nên ông rất để ý đến tiếng tâm dù rất muốn bỏ hiếu vì cái thói ngang ngược, xong lại lười biếng và không có ý chí cầu tiến. Nhưng bây giờ thầy giữ chức vụ cao, ông không cho phép con gái bỏ chồng, người đời người ta cười vào mặt của ông. Hiếu sau khi giải quyết chuyện với gia đình mình không êm thấm, vợ lại xảy thai, hắn bị cả nhà vợ ghét bỏ. Đúng thật là tất cả đều xuất phát từ hắn mà ra. Bà Phóng thì tức sạc tiết, đến nỗi đổ bệnh mà chết nhưng vớt vát được cái ông phóng lại lên chức, thế cho nên ông nhét hiếu vào làm văn thư bên xã, với học thức qua lớp đánh vần và cộng thảo số hàng đơn vị, hiếu bị người ở trong đấy chửi cho suốt ngày. Nếu không gắn má con rể ông phóng thì chắc chúng nó chẳng tống hiếu đi từ lâu. Thế nhưng được ông phóng che chở, chờ khi nào có thời cơ sẽ cho hiếu lên chức thêm nữa. Thảo bị chị dâu quăng cho con cá chết vào mặt lại còn bị giật tóc ra đằng sau đau đớn vô cùng. Nó khóc lóc quệt ngang nước mắt, rồi nhìn lại căn nhà một lượt, sau đó mới rời đi. Sữa trưa thế này, cá thì chết, lại chẳng bán được con nào. Nó biết chắc chắn ông đỏ lại tức giận trời nó. Rồi nghĩ đến đứa em gái mình ghét bỏ, nó lại không cam lòng. Tại sao ông trời lại bất công với nó như vậy? Nhưng mà nó không thể về nhà, dù gì nó cũng là con gái Lấy đầu ra cái bản lĩnh của thằng anh nó thời xưa Đi ăn cắp để có tiền Nhìn vào cái đống cá ươn Bực bội Nghĩ đến gạo nó lại càng tức hơn Rồi thế nào hôm nay Lại phải ăn cá nữa cho mà xem Giữa trưa chỉ có mình nó thất thều đi về Khi đi qua một cửa tiệm Suy nghĩ thế nào Nó lại quay vào mua đồ rồi lại quay ra Đã muộn thì cho muộn luôn một thể Đặt chân đến nhà là đầu giờ chiều Thấy ông đỏ không có nhà Em thì đi học, bà đò ốm bệnh không ra được đến ngoài sân. Nó xuống bếp ăn được ít cơm nguội, với ít tép kho mặn. Ăn xong nó lên nhà ngủ thẳng cẳng, đến tận chiều tối mới dậy, rồi lại phóng đi mất hút. Gạo đi học xong tranh thủ về nhà nấu cơm tối, rồi đi câu cá nhà cô bảy. Đến tầm 6 giờ sang nhà quý, kèm hắn học 2 tiếng, đến 8 giờ chạy về ôn bài của mình. Công việc dày đặc như vậy, thế nhưng không ai thấy gạo than thờ câu nào. Cô gái nhỏ luôn biết cách sắp xếp công việc và hoàn thành tốt tất cả mọi chuyện, chứ không lười biếng như cô chị của nó. Về đến nhà, ông đỏ đã đi quốc ruộng về trước. Vừa gặp gạo, ông nói ngay. Về rồi đấy hả con? Này có đi câu nhà cô bảy không? Thầy cho tiền, chỗ cá lúc sáng cây thảo không bán được con nào. Vậy mà nó không biết đường, mổ ra mà ướp muối. Thầy mới mổ cho nước vào, đặt lên bếp rồi. Con xem có nấu được không? Gạo vâng dạ gật đầu chạy ra vườn hay mấy quả khế chua mang vào. Tầm này có cá nấu canh là đúng bài. Một bên nấu canh chua, một bên tranh thủ nấu cơm. Tay gạo nhanh thoan thoát, cho rơm vào bếp nấu cho nhanh. Xong xuôi cô tắm sớm, để lỡ may cô tối muộn chưa về không phải tắm thêm lần nữa. Trời hè nóng bức oi à, rồi được gáo nước mát, đúng là tình cả người. Tắm xong vừa thò mặt ra khỏi nhà tắm, thì mấy bộ quần áo bẩn đã vứt ngay dưới chân gạo cây thảo đi đến sẵn giọng mày giặt cho tao mấy bộ quần áo đi hôm nay tao đi bán cá tanh lắm dính cả vào quần vào áo rồi đấy ừ thì sao chẳng phải có người ghét tôi cơ mà sao tôi phải giặt quần áo cho chị hôm trước nói thế nào từ nay quần áo đứa nào đứa đấy tự giặt hôm nay cứ như vậy mà làm hai chị em đang đôi co nhau thì tiếng ông đỏ từ nhà trên sẵn giọng gào lên còn Thảo kia, mày đi lên đây. Thảo thấy thầy gọi thì viện cớ làng đi, để gạo cùng thao quần áo vứt chồng chơ đợi giặt. Nghĩ mình cũng sắp giặt quần áo, mà nó lên nhà cũng bị thầy chửi. Một lần nữa gạo thương, quyết định ngồi xuống giặt cho cả hai. Khi đang múc nước cô còn lầm bầm. Hôm nay trở rời hay làm sao thế? Bình thường có thấy nó tắm giặt bao giờ, hôm nay lại sạch sẽ thế? Hay là được thằng trẻ danh nào để ý rồi? Vừa nghĩ y gạo vừa tùm tìm cười. Nếu có đứa nào để ý cái thảo thật, thì chắc có lẽ thằng đấy không sứt môi lồi rốn, thì cũng dạng ăn ở vớ va vớ vẩn mới chọn cái thảo. Nó kia rồi, chúng mày đâu, gô cổ nó lại. Khi còn đang múc nước, thì tiếng người ra lệnh khiến cho gạo giật mình, nhìn ra hướng cổng, giọng ấy là của cô bảy. Ngoài ra còn có cả một đám thanh niên đi sau bước tới. Mặt cô bảy trông rất đáng sợ, nhìn gạo như muốn ăn tươi nuốt sống, khi chưa ai kịp hiểu chuyện thì đám thanh niên xông vào, khóa tay của gạo và kéo nó đi. Chuyện xảy ra quá đỗi bất ngờ, không ai hiểu chuyện gì đang diễn ra. Ông đỏ đang trong nhà, thấy người ta vào chẳng nói năng gì bắt con gái của ông đi. Ấy kìa cô bảy, có chuyện gì thế? Sao lại giữ tay cháu nó thế kia? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Bà bảy lúc này nhếch mép đi đến gần chỗ ông. Bà tháo cặp kính xuống và nói luôn. Còn sao cái chăng cái gì? Tôi nghĩ thương hại mà cho nó câu cá. Nhưng mà ông hỏi xem con gái của ông. Nó làm gì ao cá nhà tôi? Bé người trông mặt xinh thế này. Học hành thì giỏi giang. Vậy mà nó làm chuyện thất đức đến thế là cùng. Cháu làm gì mà cô lại nói cháu thế? Có chuyện gì? Cô nói thẳng ra xem nào. Gạo lúc này rất khó chịu vì cách nói chuyện úp mờ của cô bày. Ngờ đâu lại bị cô ấy thẳng tay, tát một cái vào mặt hàng xóm xung quanh kéo đến xem rất đông phần vì không biết chuyện gì bởi vì từ trước tới nay nhà ông đỏ không mất lòng ai mà hơn nữa gạo học giỏi ngoan hiền ai mà chả biết nay cô bị bà bày đánh ai cũng phẫn nộ và nói chêm vào này cô làm cái gì mà đánh nó có cái gì phải nói rõ ràng ra phải rồi đấy đừng tưởng người có tiền muốn làm gì thì làm con danh này nó đánh bà ao cá nhà tôi Giờ cá nhà tôi chết trắng cả ao rồi. Ông bà nghe như vậy, thì ông bà rõ chưa? Tất cả ngỡ ngàng khi nghe cô bày nói như vậy. Bà đỏ tuy hôm nay mệt hơn mọi hôm, nghe người ta nói bắt con gái, cũng viện vào thành vào vách mà theo ra ngoài. Ông đỏ nghe rồi đấy, nhưng mà ông không hiểu chuyện gì. Kìa cô bảy cô có thấy mình sai, chỗ nào hay không, đánh bà chết, có nghĩa là như thế nào? Tại sao cô cứ khẳng định con gái tôi là đứa làm? Cô bảy không những không bình tĩnh, ngược lại còn sừng cổ. Bình tĩnh sao? Ông có phải là bản thân tôi đâu mà ông biết được chuyện gì. Cả một cái ao cá của một đống tiền chứ có phải dơm phải rác đâu mà nói một câu là xong. Còn vì sao mà tôi biết đó? Ông cứ hỏi đứa con gái nhà ông đi thì biết. Bà Bảy nói xong tất cả lại dồn ánh mắt về phía gạo, mặc cho tất cả nghi ngờ, nhưng gạo vẫn khẳng định. Cháu khẳng định với cô là cháu không làm gì ao cá của nhà cô cả. Cháu mang ơn cô cho cháu câu còn không hết. Cháu mà thả bà xuống ao nhà cô, thì cháu lấy cái gì mà câu ạ? À? Thế tại sao hôm nay mày không tới câu như mọi hôm? Hay bởi vì mày biết ao cá đấy, cá đã chết hết, nên mày không đi có phải không? Cô bày lại nói ra bằng chứng, gạo không mất một giây suy nghĩ, chỉ vào cây xô đựng cá mọi ngày, cùng với chậu quần áo, Cô lên tiếng giải thích Hôm nay cháu cũng đi Nhưng mà đi học về muộn Cháu về nhà nấu cơm tắm trước Tối còn đi đến cuối làng kèm thằng Quý học bài Giờ định đi Thì chị Thảo lại bảo cháu giặt cho bộ quần áo này Cháu tính giặt xong mới đi Chứ ai là bảo cháu sợ mà không sang chứ Với lại sáng cháu băm bèo nấu cám chăn gà chăn lợn Đi học từ đầu giờ chiều Có thể cháu làm chứng Cô hỏi thử xem Cháu làm không có lúc nghỉ ngơi Thì chạy thế quái nào về hướng giữa làng và thả bà cá nhờ cô Tất cả mọi người lúc này Lại nhao nhao lên đồng tình Đúng thật là gạo làm suốt ngày Thời gian đâu mà đi ra ngoài đấy Với lại họ không tin rằng Một đứa hiền lành ngoan ngoãn như gạo Lại có thể làm ra cái trò thất đức như vậy Ông đỏ nghe con gái giải thích Thì gật đầu Ông khuyên cô bày Còn gạo nhà tôi nó nói đúng Nó không làm cái trò đấy đâu cô bày ạ à. Cô đừng đổ tội cho nó Nhà tôi tuy nghèo thật nhưng mà không phải là chó cùng rất dậu đâu cô. Vậy sao? Hừ, ghê gớm thật. Thì ông nói xem, chữ này có phải là chữ con gái của ông không? Tôi nhặt được ở bờ ao nhà tôi đấy. Vừa nói cô bày rút mấy mảnh giấy nhầu nhĩ trong túi, vứt xuống nền đất. Ông đỏ tái mặt cầm lên, đúng là nét chữ của cái gạo, con gái của ông. Gạo là một người rất cẩn thận, cho nên chữ cũng nắn nót và đẹp lắm. Ngày xưa đi học cô luôn được thi vở sạch chữ đẹp. Khi tấm giấy ấy rơi từ trong tay cô bảy xuống, ông đỏ không thể nào lý giải được. Gạo đứng đấy cũng không biết tại sao, miếng giấy này lại có chữ của cô và nó lại bay đến bờ ao nhà cô bảy. Sự việc càng ngày càng trở nên rối rắm, hàng xóm dì tai nhau. Có vẻ như những chứng cứ của cô bảy buộc tội gạo là xác đáng. Khi toàn còn biện minh cho mình Cô bày lúc này lại ra lệnh. Chuyện này không phải là ăn cắp mớ rau buồng chuối, mà có thể tha được. Cái này là cả một ao cá nghìn con, tài sản cả đống tiền chứ không nói ngoa. Giờ chúng mày cứ áp giải nó lên trạm công an xã đi, để người ta lấy lời khai của nó. Không nhận đi à? Người ta chả đánh cho nhừ xương ý à? Láo toét. Mà ông muốn kêu oan ấy, lên trên xã mà kêu oan. Nói xong người ta chói gạo, lôi nó đi sành sạch. Nó khóc vì sợ, Xong nó vẫn gào lên. Thầy ơi, thầy, con bị oan, con bị oan. Ông đò chạy theo kéo con thì bị đám người xô ngã. Bà đò trong nhà cũng vì sốc mà lăn ra đất bất tỉnh. Thảo đứng sau cột nhà, nó nghe bà bầy nói cũng tái hết cả mặt. Nhưng nghe thấy người ta đổ tội cho em gái thì nó lại hà dạ vô cùng. Bởi dây vào ai không nói, chứ dây vào con mụ bầy đánh đá này thì không quẻ cũng thành cột sắp sửa tối con gái lại bị bắt đi vợ thì ngất mọi chuyện cứ rối tung dối mù cả lên dìu vợ vào trong buồng ông đỏ nói với cái thảo mày ở nhà trông u lấy dầu xoa vào chân vào tay cho u mày thuốc trong bếp còn đấy mày lấy lên mày rót cho u mày uống nghe chưa thế thầy tịnh đi đâu à đi cứu em mày chứ còn đi đâu thảo trông theo bộ dạng tất tả của thầy mà cười mìm Tầm này ai cứu được cây gạo chứ? Bằng chứng rành rành ra thì có cãi đằng trời. Tối nay nó lại bị mấy tên ở trên xã, tẩn cho thừa sống thiếu chết. Bắt nó phải nhận tội. Bà bầy thì thiếu gì tiền, bỏ ra vài đồng ấy, thì chả đánh cây gạo tan xương. Mục đích của mụ không có gì khác, ngoài bắt cô phải nhận tội. Khi bị đánh không chịu được, ắt phải nhận thôi. Lúc đó ông đỏ phải đền bù tiền cho cô bầy. Không những thế, cái gạo bị mang tiếng là loài côn đồ xóa đi cái mác hiền lành chăm chỉ. Nói đầu hay cái loại đánh bà cá thì cũng hạng với cái loại đánh bà chó, bà mèo mà thôi. Mấy cái dòng ấy thì dân làng này đều ghét như nhau. Quả này thì gạo có nhảy xuống sông tắm 6 ngày 6 đêm, cũng không hết nhục. Tại nhà ông Lang nhị, hôm nay vợ chồng anh Kiên về bên ngoài ăn dỗ Nhà chỉ có ông Lang ăn cơm một mình. Bữa tối chỉ vòn vẹn hai con cá rán cùng với bát canh rau vừa mới bưng được bát cơm lên, thì ngoài cổng tiếng gọi khiến cho ông nhị trông ra nhìn. Bác nhị ơi, bác mở cổng cho con với, con nhân đi ạ. À? Nghe cái giọng là ông nhận ra ngay, vội vàng sò đôi dép vào, ông nhanh chân chạy ra mở cổng, hớn hở. Gớm, mày làm như bác lầm cầm ấy mà phải giới thiệu. Sao tối thế, không gọi anh Kiên ra chở, có phải là hơn không? Dạ không cần đâu bác, có xe người ta chở con tới đầu làng. Gặp một chú đi máy sát gạo, nhân tiện con đi nhờ luôn. Mà bác ăn cơm chưa? Cháu có mua nem thính với rượu đây à? Hai bác cháu mình nhậu một tí cho dễ ngủ. Ông nhị gật đầu được thằng cháu về chơi mừng quá. Đầy được cánh cổng ra, ông cầm đỡ cho thằng cháu bọc đồ, rồi hai bác cháu bước vào bên trong. Nhà có cây sung cảnh đang độ tốt lá, ông nhị bê cả chậu lên sập, ông cười và nói. Nèm thính mà cuốn lá sùng là nhất. Để bác ra ngoài kia, hai ít lá mơ. Mà mày có tắm rửa thì tắm đi, ăn cho nó ngon. Nhân gật đầu lấy bộ quần áo cộc mang ra sân giếng. Cái kính cận được nhân gấp lại để trên nóc bể. Cháu tắm bác hái lá mơ, vừa hái ông lang nhị vừa hỏi. Mà này, học xong rồi chứ, tính xin về đâu làm hay chưa? Bây giờ tao cũng già cả rồi, mày phải về ở với tao. Ông nhị vừa nói tay thoăn thoắt hái lá mơ trên bờ tường. Nhà ông nhị xung quanh trồng không thiếu loại cây nào. Từ chanh cho đến xà gừng lá mơ rau ngải. Tất cả đều là thức ăn, mà cũng là loại thuốc chữa bệnh rất tốt. Rội nước từ đầu xuống đến chân, là nước mát khiến nhân tỉnh táo sau chặng đường dài mệt nhọc. Vuốt bớt nước trên mặt, nhân nói với ông. Cháu chưa biết bác ạ, à? ở huyện đang gọi cháu bởi vì thiếu người, nhưng mà cháu muốn làm trên tỉnh hơn sáng đi tối về xa tí cũng được. Với lại cháu nghĩ, ngành này trên tỉnh thuận lợi hơn nhiều. Chứ ở xã huyện này, ai dám khám mà bác? Tế nhị lắm. Ờ nhỉ, mày, mày nói bác mới nhớ. Nhắm làm bác sĩ sao không chọn cái khám dân dã một chút, như là tai mũi họng này, khám nội, khám ngoại, bác còn thấy hay. Chứ làm khoa cái củ ấy, có vấn đề gì đâu mà khám với trả xét. Mà có đi chăng nữa, ai dám phơi hàng cho mày khám? Hay có khi nào mày bị bệnh khó nói, xong rồi học về nhà tự chữa có phải không? Học ngành gì không học, suốt ngày khám chim khám cỏ, con gái ai mà dám cưới mày? Con khỏe mạnh bác ơi, bác đừng suy nghĩ lung tung. Con nói bác hay, nghề gì càng hiếm thì càng có giá trị. Ngày xưa người ta đổ xô đi học chụp x-quang, xong lại thừa nhân lực đấy thôi. Giờ người ta toàn chọn bác sĩ khoa sản, với Nam Khoa thôi. Chính vì ít người quan tâm nên lại càng phải học cái ngành đấy. Sau này có bệnh hoạn gì còn chữa được. Chưa so ngành đấy với khoa sản. Bác bảo, cháu học ngành nào thì hơn. Ông Lang nhị lắc đầu, chán cái thằng cháu không nói được. Tuy ông cũng làm thầy Lang, song mấy khoa nhạy cảm này, ông thấy nó cứ như thế nào ý. Nói đầu hay, nhiều khi ông chữa bệnh cứu người, thấy vết lở loét hay chỗ nào ghê rợn. Tôi đến về ăn cơm, ông còn bị ám ảnh. Huống chi thằng cháu mình suốt ngày vạch quần ra xem chai xem lọ. Chắc không cần ăn, nó cũng no cả ngày. À bác ơi, tí ăn xong bác cháu mình sang nhà gạo chơi, không biết thi cử thế nào rồi. Ôi giời, lại thóc với trà gạo. Cuối cùng ấy, bác không biết mày về thăm bác hay là về thăm con bé gạo đây. À, hay là mày thích nó rồi. Đợt bác cũng đề cập chuyện cưới xin với con bé, nhưng mà nó bảo rằng phải học xong phải đi làm thì mới cưới xin bác tính để cho nó thi xong rồi bác sang nói chuyện với thầy u nó một khi mà thầy nó gật đầu thì cái gạo chỉ có nước đồng ý thôi dạ không cần phải vội thế đâu bác cứ để cho gạo học xong đi rồi nói sau cũng được cứ nói với thầy u cô ấy sợ cô ấy lại bị áp lực ôi giời ơi mày đã nghiện rồi mày còn ngại cái gì chờ mày chính thức nói ý đồ với nó Tao chỉ sợ cái gạo Nó lại bị đứa khác Nó nẫn mất thôi Bác nói cho mày nghe Không phải chỉ có mỗi mình mày thích nó đâu Những đứa có con trai sấp xỉ bằng tuổi con bé Đều nhắm nó hết rồi Nói đầu xa ông Tòng ấy Có thằng con mới học lớp 10 Tức là kém con gạo 3 tuổi Mà còn nhấm nhỉ nó Còn tuyên bố tài trợ tiền học hành cho con bé Nhưng mà nó bảo không cần Nhà ông đỏ thì khó khăn thật Nhưng mà tính hết con gạo Ai ai cũng ưng đến độ như vậy cơ à cháu chơi với cô ấy từ bé không biết có còn cơ hội nào không nhỉ cơ hội của mày bác nghĩ chỉ có một phần trăm thôi chứ chả nhiều nhặt gì mày thì mới ra trường kinh tế chưa ổn định mấy nhà kia thì lại quá giàu hứa hẹn cây gạo sẽ có cuộc sống giàu sang thế nhưng mày cứ yên tâm có bác rồi nếu nó chần chừ không quyết đoán thì còn thầy u nó bác nghĩ ông đỏ chắc chắn đồng ý để cho chắc ăn ấy, chỉ cần cái gạo thi đỗ xong, qua nói chuyện với thầy U nó. Ông đỏ mà gật đầu một cái, là bác chuẩn bị cho mày một cái lên ăn hỏi luôn. Để cắm cọc đánh dấu chủ quyền, rồi nó đi lên tỉnh học, cũng được có gì đâu. Nói nồm na như kiểu bãi cất trâu ấy, cắm cành cây, là có người xí mất rồi. Khiếp, bác nói nghe kinh quá. Bác nói như thế cho mày dễ hình dung. Cái gạo là người đẹp, người đẹp nít. Mày không lấy được nó Thì chẳng lấy được ai đâu con ạ à. Ông Lang ơi Cậu Kiên ơi Cứu cây gạo nhà tôi với Hai bác cháu đang tranh luận Thì ông đỏ gọi léo nhéo ngoài cổng Mặc vội bộ quần áo vào người Nhân chạy ra ngoài Mở cửa chốt Chú đỏ đây à Cháu đang định ăn cơm xong sang nhà chú Mà chú nói cái gì Gạo làm sao Cậu nhân đi à Cây gạo bị người ta vu oan đánh bà cá Sợ bị bắt giải đi rồi có anh kiên ở nhà không cho tôi gặp với tôi sợ không đi nhanh con bé bị người ta ép cung mà đánh nó chết mất nói được vài câu ông đò lại quệt đi nước mắt nhân nghe xong cũng sợ bởi anh kiên làm bên trật tự xã anh hay kể cho nhân nghe về những kiểu tra tấn đối với tội phạm thế nào nói đàn ông còn không trụ được thì một đứa con gái như gạo thì làm sao mà chịu được đây nhưng bây giờ anh kiên lại không có nhà hay bây giờ thế này ta lên xã xem gạo thế nào trước đi chú nhân suy nghĩ rồi tìm hướng giải quyết ông lang lúc này cũng nói chim phải đấy anh ạ à, nhà ngoại thằng kiên ở xa mai nó mới về tốt nhất đi mình cứ lên xã biết đâu có người bảo lãnh cái gạo nó lại được ra ngoài ông đò tuy đang rất lo sau nghe ông nhị nói thì bớt đi phần nào hoặc tạm chiếc áo vào người ba người lại chờ nhau thẳng lên xã. Cái hình ảnh ba người đi trong đêm tối khiến ông đỏ nhớ đến hôm bà đỏ sinh non vào ngày mưa gió giật giật. Lần này không biết gạo có bị làm sao không? Chỉ vì câu nói mấy con cá của nhà mụ bảy mà phải đi tù thì ông đỏ chấp nhận cả đời này ăn cá khô cho lành. Gạo được đưa thẳng lên xã. Ở đây ngoài một cán bộ trực ra thì không còn ai. Bà bầy lúc này vẫn sồn sồn lên sai người, giao nộp gạo cho chính quyền. Đẩy cô vào trong trạm, bà tiếp tục sẵn giọng Anh cán bộ đây rồi, phiền các anh, nhốt con danh này vào trại cho tôi, đánh cho tuốt xác nhà nó. Mới nứt mắt ra đã làm cái chuyện hại người. Cái loại này phải cho đi tủ mọt gông. Không những thế, phải bắt thằng thầy của nó trả cho tôi tiền bồi thường ao cá. Cả một đống tiền, chưa có phải là lá mít đâu. Cô Bảy, cháu nói rồi, cháu không làm chuyện đấy, trước khi cô buộc tội cháu thì phải có bằng chứng rõ ràng chứ ạ. À? Bà bảy nghe gạo vẫn không chịu, thì bà lại càng thêm tức giận. Bà giơ tay lên dọa đánh nó, tiếp tục lại nói với anh công an, đấy đấy anh xem, đến nước này rồi mà nó còn già mồm ngoan cố, các anh cứ nhốt nó vào, xem nó có chịu nhận tội hay không. Bảy tao xưa nay đi làm kinh tế, chưa bao giờ nói không cho người hiền lành bao giờ. Nếu người nhà máy không chịu chạy tiền đền ao cá cho tao. Mày đừng trách tao, tao cho mày đi tù. Lúc này viên công an nhìn gạo bị trói tay chân. Anh không lạ gì gạo, bởi năm ngoái cô còn được cử đi thi học sinh giỏi cấp huyện. Chính anh đại diện bên xã, xuống tận trường trao quà. Vậy mà bây giờ bị người ta nói rằng đánh bà cá, anh cũng không thể nào tin được. Cởi trói cho gạo, anh chỉ ghế cho cô ngồi xuống. Hay là thế này, bây giờ cũng muộn rồi tôi còn phải trực ở đây có gì điều tra phải để đến mai tôi cũng cần cho người xuống ao cá để xác minh xem như thế nào cô cứ về đi thế còn cái con con danh này thì sao anh định thả nó về à thả nó ra nó trốn đi tôi biết kêu ai không không chúng tôi tạm giữ cô bé này sáng mai có người đến lấy lời khai mà trông người bé bé xinh xinh thế này tôi không dám tin là nó thả bà ao cá nhà cô đâu các anh ơi các anh đừng có trông vẻ ngoài hiền lành mà bị nó lừa mắt bảo việc nặng nhọc khuân vác gì nó còn không có sức làm chứ quăng bả vào ao cá cái tõm là xong có cái gì khó khăn đâu anh phải giúp tôi làm cho ra nhẽ vụ này hết bao nhiêu tiền tôi tôi trả cho các anh anh cán bộ gật đầu đưa gạo vào một cái buồng kín gọi là buồng nhưng đúng hơn là giống trại nhốt tù xung quanh là song sắt bên trong độc nhất một cái giường gạo hoảng hốt không muốn vào cô run giọng van xin kìa chú chú ơi chú tha cho cháu cháu không làm gì cả cháu bị oan cháu không thả bà cá đâu cháu chỉ muốn gặp anh kiên anh kiên làm bên công an xã cháu muốn đi về kìa em cứ bình tĩnh bây giờ chưa thể về được tuy không nắm rõ được sự tính nhưng anh có cảm giác không phải là do em làm nhưng mà bọn anh ấy không thể làm việc theo trực giác hay là cảm tính thế nên trong lúc điều tra em cứ ở trong này anh biết là em oan nên đưa em vào đây chưa phải bọn ngang ngược binh báo không cần biết oan sai thế nào cứ phải tần trước bây giờ ngồi im ở đây có cái gì mai anh báo chuyện sau nhá nói xong anh ấy quay đi không quên khóa sắt cẩn thận bên ngoài tạm giam thế này chả phải đi tù hay sao gạo tức lắm tức đến phát khóc chỉ vì đôi ba câu của mụ bảy mà tống cô vào đây quả thực là vô lý cán bộ ra đến nơi bà bảy đang ngồi đấy đợi lật cuốn sổ ghi lời khai anh hỏi bà bảy sao cô có thể chắc chắn là đứa này thả bà cá nhà cô nếu không đủ cơ sở chúng tôi không giữ được người đâu tôi khẳng định với anh con danh này chứ không phải là ai khác ngày hôm qua nó cũng câu nhà tôi nó đi rất sớm. ấy vậy mà ngày hôm nay nó lại ở nhà. Anh nghĩ thử mà xem. Nó chẳng biết cá nhà tôi nghèo hết rồi. Nên nó không tới làm gì có phải không? Vậy trước đó bà với cô bé này có hiểm khích gì với nhau từ trước không? Không anh ơi. Nhà nó nghèo nhất cái làng này ai mà thèm chơi. Hôm tôi mở ao cho mọi người vào câu. Con này nó đến câu. Tôi cứ nghĩ thương hoàn cảnh nhà nó khó khăn. Nó cầu được nhiều lắm. Nó còn đem bán cơ mà. Đấy, làm ơn phải tội, con đi đấy nó làm chết cá nhà tôi rồi. Cô bé này từng câu cá nhà cô, trước đó không có hiểm khích gì, thì làm gì có động cơ, nguyên nhân nào khiến nó giết cá chứ. Cô nói nghe chả có tí cơ sở nào. Nói cô hay, con bé này hình như là người nhà anh nhân, cũng làm bên xã đấy. Nếu bà đủ oan cho nó, không khéo, bà đi tù cũng nên. Cán bộ hỏi ngược lại và đe dọa bà bầy không những mụ không sợ ngược lại còn đáp luôn không phải người nhà hay gì đâu chẳng qua thầy nó với ông lang ấy thầy thằng kiên chơi với nhau thôi mà nếu là họ hàng mà giết cá nhà người ta thế chả nhẽ không phải đi tù à tôi nói cho anh hay không phải tự dưng mà tôi khẳng định con bé ấy nó hại cá tôi đâu bởi vì thứ nhất nhà nó khó khăn cái ăn không có người ta nói chó cùng rất dậu không sai tí nào thêm nữa cả cái làng nói Chị em nhà nó lười chảy thay ra, không chịu làm lụng. Thế nên ấy, câu thì mất tiền lâu mà được ít, mà còn tính theo giờ. Nếu như thả bà thì cá nhà tôi chết, nó mua với giá rẻ thôi. Mà có chi tiết này quan trọng hơn. Lúc sớm tôi đi ra ao cá, phát hiện cá chết hàng loạt. Trên bờ có ba lọ thuốc trừ sâu, được bọc trong tờ giấy, ghi chú của học sinh. Tôi nhận ra chữ của nó, bởi vì nó nổi tiếng là học giỏi, viết chữ đẹp mà trong làng có mấy đứa con gái học hành tới lớp 12 như nó đâu. Khi tôi chìa tờ giấy ra, nó không nói được câu nào. Thầy nó cũng khẳng định đấy là chữ của nó. Anh bảo xem, không nó thì còn ai. Anh cán bộ ghi rất là chi tiết. Khi đang còn viết, mắt của bà bầy láo liên, nhìn quanh không thấy ai. Nhanh tay rút ra ít tiền, nhét vào túi ngực của anh công an, rồi nhẹ giọng nói lấy lòng. Đêm hôm đến đây nhờ vả các anh. Nói thật là tôi ấy náy lắm. Thôi thì có bao thuốc lá, anh cầm giúp tôi. Là người lớn, ấy, tôi không muốn bắt nhốt một đứa trẻ con. Chỉ cần thầy nó đền tôi tiền là ok rồi. Thôi được rồi, cô cứ về đi. Mai tôi dẫn người tới ao kiểm tra thêm một lần nữa. Có thông tin gì, nhất định tôi gọi cho cô. Bà bảy gật đầu nhanh chóng ra về. Anh công an cũng cởi quân phục treo lên cây rồi tắt hết đèn bóng tối bao phủ khiến gạo trong này sợ vô cùng cô kéo cái chăn chuồm lên người tránh cơn lạnh khiến cho cô run lên từng chập liệu ai là người đến và cứu cô tám giờ tối quý đứng ở ngoài cổng chờ gạo sang dạy kèm hắn học bài hôm trước giao kèo nhau là đến sáu giờ vậy mà tám giờ rồi lại không thấy mặt mũi của cô đâu cứ vào nhà ngồi đi Chắc nó bận cái gì nên sang muộn. Khiếp, chồng nó kìa. Đi đi lại lại xót hết cả ruột. Ông lòng nghe vợ nói thì ngoái đầu ra xem. Đúng là quý đang xót ruột thật. Bật cười ông nói với vợ. Nó chẳng thích cây gạo của ai chứ. Mình cứ kệ nó. Đang đến tuổi gáy cơ mà. Bà Thanh không nói thêm. Bà cũng bước vào trong để ngồi. Một lúc sau thấy quý bước vào trong nhà. Hắn nói với thầy. Thầy ơi thầy, Thầy cho con mượn con xe đi. Con sang bên nhà cái gạo xem thế nào. Bình thường, nó có bao giờ đến muộn thế này đâu. Tự dưng con nóng ruột quá thầy à. Chồng đứa con vội vàng, ông Long cũng không nói gì. Lấy trong túi ra chìa khóa xe. Bà Thanh ngồi đấy nhắc nhở con. Vội vàng cái gì? Đi chậm thôi. Không lại lao ủm xuống cái ao như đợt trước đấy. Quý vồ lấy cái chìa khóa rồi chạy thẳng ra xe nổ máy. Phóng đi mất hút. Nhìn con trai đi khỏi nhà, Bà Thanh nói với chồng Ôi, rồi, hay là ông sang bên đấy Nói chuyện đi Cái gạo nó 18, 19 rồi Tôi sợ mình không nhanh Có người người ta nhòm mất đấy Không vội, không vội Cái gạo là dâu nhà mình Bà quên, nhà nó nghèo nhất cái làng này sao Có thằng con trai lấy vợ lâu lắm rồi Năm xưa sang nhà mình mượn tiền Mà mình không cho mượn đấy Bà nghĩ xem Nghèo người ta thích gì Là thích giàu nhất, chứ còn thích cái gì quăng cho nhà ấy ít tiền. Lão đỏ đây chả sướng quá ai chứ. Gà con vào nhà giàu, chỉ có kẻ thần kinh mới không thích thôi. Bà Thanh nghe gật đầu, nghe chồng nói đúng là có lý. Trùng quê lại cho dù người tốt hay xấu, biết điều hay không biết điều, thì con gái lớn, người ta cũng mong con mình cưới được một người giỏi giang và quán xuyến được tất cả. Quý phóng như điên về hướng nhà ông đỏ, vì nhà giàu có lại là con trai, nên quý được thầy u chiều chuộng hết mực khi ông bà hỏi xem con để ý đến ai chưa quý không ngần ngại mà nói thẳng với thầy u là nó thích gạo hôm sinh nhật đó chỉ là cái cớ để mời gạo đến nhà cho thầy u mình xem mặt gọi là cùng làng xong vì nhà giàu kín cổng cao tường nhà quý không chơi với ai ông bà long cũng dặn con không được chơi với nhà nghèo như vậy là tụt hậu và không có ý chí tiến thủ thế nên quý không thèm nhìn mặt ai Đến họ hàng như nghèo khó đi qua gặp mặt, hắn cũng chẳng bao giờ chào. ấy vậy mà hắn lại siêu lòng, yêu một người con gái thôn quê, hiền dịu, học hành lại giỏi nhất cái làng này. Tình quý lên trường học hành nỗi gì đâu, chỉ là đánh nhau thôi, cho nên ở lại lớp quanh năm. Nhưng khi học chung với gạo, hắn có vẻ bớt ngổ ngáo hơn hẳn. Tuy học với gạo năm học này, xong cuối năm quý mới mạnh dạn tấn công, là bởi vì gạo bây giờ mới đủ 18, chín chắn suy nghĩ thâu đáo hơn nhiều. Lại được thầy u ở nhà hỏi để ý đứa nào chưa mang về nhà ngắm thử. Lúc này Quý mới chỉ đích danh gạo, là nó thích gạo. Chuyện hắn cho cô mượn tiền mời đi anh sinh nhật hay nói gạo đến nhà kèm, là đều có mục đích trục lợi. Tại sao nhà Quý lại giàu? Bởi vì nhà hắn chẳng bao giờ làm không công điều gì cho ai, nếu như không có lợi cho mình. Xe dừng ngay trước cổng nhà gạo cánh cổng khép hờ, đèn điện ở sân vẫn bật, nhưng trong nhà lại không nghe thấy tiếng của ai. Đại cổng bước vào, tiếng cửa va vào nhau, khiến cái thảo ngồi ngoài hè, nghĩ rằng thầy vì không cứu được cây gạo, liền quay về ngay. Thảo đang quay lưng về bóng điện, cắt móng chân, nghĩ chắc là thầy nó về, liền nói chồng lòn. Thế nào hả thầy? Không cứu được nó chứ gì. Con bảo ngay rồi, tầm này nó bị đưa lên đấy, không khéo bị nhử tử rồi cũng nên thọc với chả gạo mang giành ăn cắp ý, thì cũng xấu mặt như nhau chị nói gạo bị làm sao cơ quý không khỏi thắc mắc liền lên tiếng hỏi nghe là người lạ thao dần mình quay ra nó như chết sững không nói được câu khi nhìn thấy quý trong cái làng rộng lớn nhưng nghèo nàn này lấy đâu ra người đẹp trai như quý hắn cao hơn thảo chắc nó chỉ bằng tới nách quý là đàn ông nhưng da trắng khuôn mặt vuông vức chán rộng cái mũi thì cao, tuy hắn trắng nhưng lại khỏe khoắn lạ kỳ, từng múi cơ săn chắc ẩn dưới cái áo sơ mi trắng khiến cho thảo không thể nào rời mắt. Nói trắng ra nó như thể chết lâm sàng khi chạm phải ánh mắt của quý ngay từ lần đầu tiên. Ừ, cậu, cậu là ai? Đến đây có chuyện gì? Tôi là quý, là bạn học cùng lớp với gạo. Chị là chị gái của gạo có phải không? Tôi muốn hỏi gạo đi đâu rồi? à tìm cái gạo chứ gì khổ chả biết là đi đánh thuốc chết cá nhà người ta nãy người ta bắt lên công an xã rồi rõ khổ nhà đói nhưng mà đến nông nỗi nào đâu mà nó phải làm cái trò mèo đấy chị nói như vậy là sao gạo bị bắt đi rồi ư bắt khi nào hả chị phải bị bắt đi rồi bị bắt đi tầm chiều tối chắc tầm này bị ăn tần không biết cái gì nữa đâu Quý nghe Thảo nói như vậy thì quay ngoắt đi về. Thảo thấy đẹp trai thì chạy tới nói với. Bà này, có nhắn cái gì không? Biết đâu tí nó được về, thì tôi còn biết đường mà chuyển lời. Không cần. Quý nói một câu cụt nguồn khiến cho Thảo tụt cả hứng. Trông theo Quý quay ra xe, Thảo không nói năng gì. Nó đang còn say Quý như điếu đổ. Tuy chưa kịp hỏi nhà hắn ở đâu, song Thảo biết chắc chắn Quý là con nhà giàu. Nó nhù khi nào gạo về, phải hỏi cô xem quý là con cái nhà ai mà lại khí chất đẹp trai đến vậy. Tuy nó cũng muốn cưới chồng, nhưng mà Thảo chưa rung động với ai, cho đến khi nó gặp được quý. Quý thì bực mình lắm, lại thêm sợ gạo xảy ra chuyện, hắn phóng xe chạy thẳng về nhà. Đến nơi, hắn đi vào trong nói vội. Thầy ơi thầy, gạo bị người ta bắt đi rồi, thầy mau đi cứu cô ấy cho con. Mày nói gì đấy quý? Nói từ từ xem nào. Con gạo bị làm sao? Ai bắt? Gạo bị bắt lên công an xã. Nghe nói là đánh thuốc, ao cá nhà người ta hay gì đấy. Thầy xem xem có cách gì. Cứu cô ấy đi thầy. Quý lúc này cuống quýt. Ông lòng thấy con trai cứ dãy đành đạch. Thì trao mày. Mày cứ bình tĩnh xem nào. Cũng chỉ là một con đàn bà thôi. Làm quá lên thế. Mà mày xem lại đi. Nó mà có cái thói trộm cắp ấy. Hay là ném đá dấu tay Thì mày bỏ ngay Chứ đã thành thật ý, thì không bỏ được đâu Chắc chắn là hiểu lầm Trời ơi Cái gạo nó không có gan làm mấy chuyện đó đâu thầy Thầy phải cứu Còn không cưới ai Ngoài cái gạo đâu ạ à? Quý lúc này sừng cổ lên đòi ông Long Phải đi cứu cái gạo bằng được Tính khí ưa ngạnh của thằng con trai Ông còn lạ gì Một khi nó thích cái gì Thì phải đòi cho bằng được Vợ chồng nhìn nhau thờ dài lắc đầu. Ông Long nói tiếp. Ai, à, thôi được rồi. Để yên tao còn nghĩ cách. Để ngày mai tao lên xã, nói với mấy lão công an xem thế nào. Rồi cho chúng nó ít tiền, là chúng nó thả con bé về ngay. Không được thầy ơi. Thầy phải đi ngay bây giờ. Thầy không nghe người ta nói. Lên đường bình bị bắt giam, mấy lão trên huyện đánh chết nó. Con không muốn ai động chạm gì đến người của con đâu. Thầy, thầy phải đi ngay bây giờ. Ông lòng tức nổ đom đóm mắt vì thằng con trai cứ đòi nặng nặc. Bà Thanh nhẹ nhàng đến nịnh con trai. Làm gì ai người ta đánh cái gạo hả con? Mà cha khảo thì phải có giờ có giấc. Làm gì phải đến giờ hành chính. Chứ ai đánh đêm hôm làm cái gì. Với lại kể cả con có lên đấy thì người ta cũng không mở cổng mà tiếp con đâu. Nghe U, ở nhà ngủ đi. Rồi mai thầy dẫn con lên xã, đưa cây gạo ra nhé. Bù đảm bảo với con, không ai động đến cái gạo, dù là một sợi tóc. Được chưa nào? Bà Thanh ngọt ngào khuyên, nên quý lúc này cũng xuôi và không đòi đi cứu gạo trong đêm nữa. Nó im bặt không nói gì, dậm chân thình thịch rồi trèo lên gác. Ông Long lúc này chống nách nhìn con. Ôi giời ơi bà xem, chỉ vì một đứa con gái thôi mà bắt tội tôi thế này. Bao nhiêu nhà giàu có gái gú đẹp dâng đến tận mồm thì không ưng lại ưng cái con nghèo đúng là đòi cái gì cũng phải đòi bằng được chả hiểu là nó giống ai ôi giời ơi nó giống cái thằng bố nó chứ còn giống ai thôi thôi đi ngủ sớm mai còn lên xã phải chấp nhận đưa con bé đấy ra chứ tầm này thằng quý nhà mình thích con bé đấy quá rồi không cứu nó thằng con mình nó lại điên chết đấy ông à Hai ông bà Thanh Long nhìn nhau đầy bất lực Đứa con trai được chiều từ bé Đã thích làm cái gì Thì chỉ có chuyện nói một câu Thì lúc đó thầy u nó Phải làm theo thôi Quý vị và các bạn thân mến Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn Tập 6 của câu chuyện Giá của cái nghèo Được viết bởi tác giả Giao Ninh Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An Trong câu chuyện này Vậy là không biết ai là thủ phạm đánh bà cá của nhà cô Bảy nhỉ? Tâm An nghĩ rằng đó chính là Thảo. Bởi vì trong lúc mà đi chợ về thì Thảo có ghé vào một cửa tiệm tạp hóa và chắc chắn cô chính là thủ phạm mua bà và thả xuống ao cá của cô Bảy. Và liệu này có đúng hay không? Xin mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe tập 7 của câu chuyện này để xem mọi tình huống được giải quyết như thế nào và hy vọng rằng quý vị sẽ luôn luôn lắng nghe và ủng hộ cho tâm an chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui và có một giấc ngủ thật ngon xin chào và hẹn gặp lại